Xin chào tất cả các người anh em, 500 anh em đã vào với channel Piggy in my court. Và hôm nay chúng ta sẽ mở ra một series liên minh trên điện thoại và trò Liên Quân Mobile, cũng là của Garena do Việt Nam mới làm ra, và bây giờ mình mới có thời gian rảnh để quay video vào một buổi sáng chủ nhật lúc 8:50. Nào nhanh lên bạn ơi. Nó nhanh lên bạn ơi. Bạn thông cảm, giọng mình đang bị sida. Mình mới bị khản giọng xong. Trời mưa quá. Vào đi, đăng nhập rồi mà. Ok, thì mình đã chơi một chút rồi. Mình nghĩ bạn nào xem video này cũng đã chơi được một chút, nghe đoạn đầu hướng dẫn rồi. Và hôm nay thì mình có sở thích là chỉ lên, đã lên là lên mắc sát thương và đã lên là lên mắc tốc độ. Bây giờ mình sẽ cho bạn xem nữa. Mình đọc tên cứ đi rồi nó sẽ ok. Hay quá. Đấu thường nhé các bạn. Không đấu với máy, đấu với người. Đấu thường miền đất hứa 5v5. Làm sao? Vào. Sorry các bạn, vì dạo này mà con không thể làm video vì máy tính nó bị hỏng. Là mình sẽ xem gì đây. Cho con này nhá. Này các bạn nhá. Đây nhá. Ok. Mình chưa chỉnh bản học. Ồ, mình có cái tivi kìa. Trái nhờ. Mình có một gọi là một kiểu chơi, trò chơi là đã chơi không bao giờ nạp. Hồi trước là mình thích chơi con cái con gì mà miễn phí ngay đầu tiên này. Ôi. Con gì đấy? Con gì ngay ở cuối cùng này? Cuối cùng bên kia khó. À, ok, mình biết con đấy là con gì. Oma Triệu Vân. Bằng một chỗ. Mình chưa xem nhiều về Liên Quân mà mình mới chơi 3 ván, 4 ván, 4 ván Liên Quân. Giờ mình sẽ chơi. Để cho bạn xem. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nào. Mình lên 99 rồi ạ. Các bạn nhé, mình chơi con này mắc AP rồi. Bạn xem xíu cả mắt. Come coming me now for Molly. Cái này giao lính rất là nhanh, liên minh thì giao lính rất là chậm, sau 1 phút 30 giây thì mới giao lính ở đậu phộng.
Ngon chỗ anh à. Hay quá, bên mình hay quá. Là solo với anh không? Solo. Anh biết anh có thể thắng mà. Anh biết anh có thể thắng mà. Đúng rồi. Chẳng có cái gì hơn anh đâu. Đây, mình sẽ ép lên cái trò xuống, đến xuống. Nốt đợt lấy một về về hai bảo luôn chết. Mình sẽ cho khác trường. Ok, đã về nhà rồi, ngồi đầy máu rồi. Và mình sẽ ngồi. An ally have been defeated. Nào nào, nhanh lên, sao đi chậm vậy? Chuẩn bị đầy trụ, đầy trụ. Chiếc này con dài. Đẩy trụ quanh. Đẩy, đẩy, đẩy trụ. Đẩy, đẩy, đẩy trụ quanh. Mình chết lắm. Mình sẽ gánh tim các bạn nhỉ. Đóng không cầm bên mình rồi chậm mình phải đóng tin thật sự. Đâu, mình chết rồi các bạn ơi. Sorry các bạn nhiều rồi. Có gì mất phép rồi. Người chết. Đã mình bảo mẫu mình sẽ lên cái này chắc chắn chưa mình biết chỗ vân nào mà chú chết rồi đấy đi mà no. Thì ăn hai được.
thấy đứa người đó cứu 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 bạn. Nâu chỗ của mình chó cái tập hợp của chuyện bọn này nhớ cái mặt em bao giờ lấy chồng à? Bật to lên, bật to lên. Ok, nó cứ bật to lên nè. Thằng Việt. Ok, đó là em của mình. Mình thành vậy không thành không nhân lấy gì đâu rồi sorry tôi lại thành công em muốn muốn ô sợ mày chuẩn bị chết rồi mình rất là gọi là mê cái bên này nó làm những cái game rất hay sao tôi sẽ ăn được của nó hay quá bạn này chơi quá hay luôn ăn những đồ gì không cho mình xin đồ không không không
Rồi bạn ơi, mình lên 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 lên. Mày căng cái này không ạ? Mày không để gánh tin được tay chơi, chơi quá ngu. 270. Để chu nào anh em, của xe quá. Đậu phộng. Đậu phộng. Ô xong chạy nhanh. Có đi đúng chưa? Đang buổi sáng. Sớm mất thật, sớm mất thật. Bạn ơi, thích chơi. Hay quá. Bạn ơi, bạn gánh tin đúng không? Mình yêu bạn quá. Bạn là người mình yêu nhất luôn. Sao các bạn vừa lại mình chẳng bình luận gì luôn. À.
20 phút nhỉ? Video khả là 16 phút rồi. Máy mình ở trong đáng là... Ồ hay quá, thắng rồi này. Rồi anh em. Hay quá, chắc chắn bạn này rồi MVP. Bạn này. Các bạn tiên. Bao nhiêu? 56. Nó giết nhiều vậy. Con lên 15 hôm. Ok thì bây giờ thì nó cũng đã có thể coi là hết một trận và cũng có thể coi là đã hết video. Vì vậy các bạn có thể xem mình làm nốt cái này thôi, nhưng mà bao giờ mình sẽ tìm hiểu cái này sau nhé. Mà bây giờ mình sẽ kết thúc video. Goodbye mấy cưng nha. Bye bye. Yeah. Bye các bạn.